Hello, xin chào 500 anh em. Hiện tại các bạn nhìn thấy mặt mình không? Hiện tại số giờ mình đang để theo giờ Nhật ở đây là 4 giờ 59 phút. Nghĩa chúng ta còn 1 phút nữa thôi, chúng ta sẽ đến với cột mốc reset. Vâng, reset ngày mới, vâng, và đã 5 giờ rồi. Đã reset ngày mới, thiên cầu đâu? Thiên cầu ở đâu vậy ta? Cú lừa à? Mình sẽ vào lại. Mình sẽ vào lại nhé. Bình thường nếu mà đúng 5 giờ nó sẽ có luôn mà. Đây là không thấy cái gì luôn. Ảo thật. 3 giờ sáng hiện tại đây là 3 giờ sáng Việt Nam ấy. Tức là 5 giờ bên Nhật rồi đấy các bạn. Mà không thấy đâu. Bình thường nếu như sự kiện nó có thì nó sẽ phải có luôn chứ. Hay ngày mai mới có nhỉ. Định nói là cú lừa thật sự. Cú lừa lúc 3 giờ sáng. Đùa. Chắc không phải thế đâu, chắc không đùa thế đâu các bạn, là người đéo đùa thế đúng không, người nói đùa thế. Hy vọng là không phải là cú lừa gì đến từ đấy anh em ở Nhật Bản. Bình thường nếu mà chuẩn của nó sẽ có luôn đấy. Mình phải nói nhỏ nhỉ, nói to. Em gái nào thì bố mẹ giận chừng chết, để xem có không. Hay là bư lửa anh em nhỉ, 3 giờ sáng không thấy cái gì thì buồn thật sự đấy. À đây rồi, nó phải reset lại các bạn ạ, nó phải reset lại. Ok, chúng ta có quay Mr. Kate Mia. Và mình sẽ quay mèo trước nha các bạn. 38.000 xem đây được bao nhiêu này. Chắc là không full được mốc đâu. Giảm à? Mức 55.000. Cái mức này, thì có nên quay không? 5.000 kim cương cho 4 ngày, chắc là bạn ấy không kiếm được, chắc là không đủ, chắc là không đủ đâu anh em nhỉ, đúng không? Đến ngày 31, đến ngày 5 tháng 4 có nổi 5.000 kim cương không? Chắc là không. Ok, mình sẽ quay dương cho các bạn. Lúc này của một bạn gì nhỉ? Lúc này có bạn Trần Phong nhờ mình quay hộ. Xem thằng top 160. Ok, chắc là không đủ full mèo đâu. Bạn ấy VIP không như này chơi chắc không đủ full mèo đâu. Ok, mình sẽ quay thử nhá. 50.000. Làm hai nháy lấy hên đã, thêm một nháy free nữa. Mình sẽ xem tốn khoảng bao nhiêu điểm, hy vọng là ít ít thôi đúng không. Mẹ mày lẻ mép mãi trên group anh em cao ép Việt Nhật à đấy, mới xin được một vài anh em cho mượn app để quay test nhân phẩm xem nó như thế nào, mà nó đen nữa thì thật sự là buồn. Hy vọng là nó đỏ một chút, hy vọng vậy. Tôi trời cầu Phật, thằng mua nick mình đen được đúng không, nhưng mà đi quay hộ người khác mà đen buồn lắm. Cố lên. Ý 1.000 điểm rồi, cầu trời cầu Phật, nó chỉ rơi tầm khoảng 2.000 điểm thôi. Đừng làm thế mà anh ơi, toàn quá. Hãng bạn một tí nào, lấy mang một tí nào. Nghìn chín rồi, đi ăn ở thanh niên kia 1.800 đã ra đấy. Mẹ thằng này, đấy các bạn nhìn thấy nó dừng điểm là chắc là nó ra rồi. 2.000 điểm rồi, trời ơi, đã đi mà em xin. Em
MCU. Nó phải may mắn thế chứ đúng không? Thunderkim. Ai à, dương diện tích thế à? Storkim. Thunderkim. Storkim. Thunderkim. Storkim. Ok. Vậy là chúng ta đã xong một nick là tốn tổng khoảng 2.000 điểm và 2.004 điểm. Khá là may mắn đúng không? Quá là ngon. Với 2.004 điểm chúng ta đã có Mia rồi. À lại còn cái này được. Vừa cắn mốc lại Avatar luôn. Ngon. Nói chung là ác này ngon. Hy vọng là cái ác một, còn một cái ác nữa cũng đỏ như thế. Không thì xấu hổ lắm anh em. Ok. Chúng ta sẽ có Mia. Mình sẽ thay luôn vào đây để cho bạn ấy có động lực. Mai vào nhìn thấy con Mia này sẽ có động lực một tí đúng không? Đó. Số lần chất. Đó, nhìn thấy có động lực. À, mình có Avatar nhưng mà thôi. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với một ác thứ hai. À, một ác nữa nè. Một ác nữa, ác vừa rồi là của bạn Trần Phong nhá. Một ác nữa của bạn Trần Hưng, vừa hai thanh niên cùng tên là họ Trần với nhau. Hai thanh niên cùng tên là họ Trần với nhau. Mình sẽ đến thêm một ác nữa. Mình tắt cái kẻ ấy nha. Cái hắn nick của ông này lạ nhỉ. Chúng ta sẽ quay thêm một ác nữa. Một ác nữa đến từ server 142. Là một server khá là mới đúng không? Các bạn nhìn thấy toàn level 8x thôi, hai thanh niên level 8x. Sẽ đi với một nick tiếp theo. Chúc phục ban môn viện trợ quận Net. Ok, nick này cũng là một nick VIP không? Rồi, chúng ta sẽ quay mèo 27.000. 27.000, chúng ta quay cắn mốc bao nhiêu đây? Nick này thì mình nghĩ là không nên quay nhỉ. Nick này thì có nên lấy bot không? Nick này mình nghĩ là để cái kim cương để lại sau nó hợp lý hơn. Lấy được đúng không? Mia đội hình nào hợp lý thôi. Ok, chiều theo yêu cầu của bạn đấy, mình sẽ quay Mia nha các bạn nhé. Thế là chiều theo yêu cầu của ý mẹ vào cái mà ăn luôn quyển sách thế này là nghe vẻ ông toàn nhỉ. Ok, mình chiều theo yêu cầu của bạn Trần Hưng, đó là quay mèo, cùng với đó là quay cả con Mia, xem xác suất như thế nào nhé. Nick vừa rồi có 2.000, hơn 2.000 tí. Chắc cái này đen hơn, tôi được khoảng 3.000 gì đó. Thôi, ra đi cho anh em cùng vui đúng không? Có 2 cái nick thôi. Mà không ra nữa thì anh em lại mất vui. Ra đây. Xin, chung mình xin rồi, em xin rồi. Nhà bác hành cho ra đi. Cho em có động lực, đúng không? Thế giữa ai làm thế, em đi quay hộ, nhưng em cần làm thuê làm mướn của chú con. Phải ác của em đâu, ác của em thế đéo là được như ác người khác thì thôi, xin anh cho nhẹ tay, thương thằng em dài ấy, nhẹ tay thương thằng em dài một tí, xin thật sự cho ra đi, tầm 2.000 cũng được, đừng cao quá.
thấy cảm giác sắp ra ấy. Má, cái cảm giác sắp ra này giống như đang quay tay vậy các bạn. Ý. Yes, khúc này quay đỏ thế nhỉ. Em hài thật sự. Khúc này quay đỏ thật sự ấy. Hài lắm. Nick còn hơn riêng, hôm nay quay đỏ thật sự các bạn ạ. Mỗi tội chỉ là 3 sao, nhưng mà hai nick đều dừng ở mức 2.300, 2.400. May thật sự, không đến nỗi to mát cho lắm. Không đến nỗi to mát cho lắm. May quá nhỉ, mẹ quay hai ác, đỏ lòm. Ây à mẹ, thế này tự nhiên lại thèm vào ăn, quay quá. Nhưng mà thôi, không quay nha các bạn. Tất cả chúng ta đều nên dừng lại ở đây thôi. Không nên quay làm gì, đúng không? Quay hộ hai bác, hai ác của hai bạn đỏ là thế này rồi thì còn ham muốn cái gì nữa, đúng không? Không ham nữa, chúng ta dừng lại ở đây là lý quá rồi. Ở đâu rồi? Avatar đâu nhỉ? Đây, chúng ta dừng lại ở đây là quá hợp lý rồi. Ác này chắc thay Saiki. Saiki bốn sao chắc thay hợp lý, sẽ đẹp hơn nhau rồi. Ơ, con Nia đâu? Ơ. Đây. Đúng không? Chúng ta để con Nia ở đây quá hợp lý rồi. Yes, nói chung hai nick này khá đỏ nhỉ. Đỏ thật sự đấy, bây giờ chạy nhẽ vào nick mình quay nữa thì nó lại đen lắm. Thôi, tốt nhất là rút kinh nguyện, không chơi nữa anh em. Đúng không? Thế thôi, hai ác đều cắm được mốc 2.000 là quá ngon rồi. Anh Hùng Vũ cũng vừa đăng bài ở trên này luôn. Anh Vũ vừa đăng cái gì đây? Anh Hùng Vũ đăng bảo là quay mèo đang bị lỗi. Không biết có bị lỗi hay không, nhưng mà kể cả nếu mà có lỗi thì nhà phát hành cũng sẽ trả lại kim cương được các bạn. Mình không để ý lắm cái mốc mèo cho lắm là thôi, kệ đi. Kệ đúng không? Lỗi thì nhà phát hành khác trả lại kim cương cho các bạn nào. Không có gì. Ok, cái nick này mình xin phép dừng lại ở đây nhá. Quay hàng nick khá là đỏ lục. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em trong những clip tiếp theo của mình. Đừng quên ở cái gì nữa. Quên mất dạo này dịch Covid nó đang hoành hoành. Anh em nên ở nhà nhé. Ở đâu thì ở yên chỗ đấy đúng không? Mẹ. An toàn là bạn, tai nạn là thù. Cũng như là thỉnh thoảng nếu mà có quảng cáo thì nhớ xem ủng hộ mình nhá. Nghèo đó lắm. Thank you anh em. Bye bye.